Xin chào, lại là Trang đây, và hôm nay rất vui khi được trở lại và đồng hành cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng Trang khám phá về những tác dụng tuyệt vời từ rau mồng tơi và cách sử dụng tốt nhất. Nếu như các bạn quan tâm thì Trang có 4 phần chính xoay quanh để giúp ích cho chúng ta hiểu hơn về chủ đề ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đồng hành cùng với Trang nhé. Phần đầu tiên, những lợi ích tuyệt vời từ rau mồng tơi. Trước mặt Trang đây chính là rau mồng tơi cả nhà ha. Trang đã làm sạch rồi đó. Thì đây là rau mồng tơi nè. Và khi sử dụng rau mồng tơi đó thì bạn có thắc mắc là nó sẽ mang đến những cái tác dụng nào cho sức khỏe hay không? Nếu có thì bây giờ sẽ điểm danh cùng với Trang ha. Bạn biết không, rau mồng tơi là một trong những cái loại rau rất là tốt cho sức khỏe với rất nhiều những cái công dụng. Sau đây chúng ta sẽ khám phá về những cái công dụng nổi trội nhất từ rau mồng tơi ha. Tác dụng đầu tiên là nó cực kỳ có lợi cho xương khớp. Thì nếu như chúng ta gặp vấn đề về xương khớp, bạn sử dụng những cái loại thuốc để chúng ta điều trị, để giảm đau, giảm viêm, thì bên cạnh đó, một trong những cái chế độ dinh dưỡng kết hợp kèm theo rất là quan trọng các bạn ha. Và chúng ta có thể nhắc đến rau mồng tơi. Bởi vì những cái hợp chất có trong rau mồng tơi cùng với những vitamin và khoáng chất, nó sẽ góp phần vào việc là giảm viêm, giảm đau trong những cái trường hợp đau nhức xương khớp. Ngoài ra thì nó còn giúp cho mọi người là cung cấp một cái lượng khoáng chất cần thiết để ngăn ngừa được cái tình trạng ảnh hưởng đến xương khớp, đặc biệt là loãng xương, đó chính là hàm lượng canxi. Thì trong mỗi 100g rau mồng tơi đó thì nó sẽ cung cấp cho bạn khoảng là 110mg canxi, rất là dồi dào đúng không ạ? Vậy canxi lại rất cần thiết cho mật độ khoáng chất của xương, ngăn ngừa loãng xương. Ngoài ra nó còn hỗ trợ trong cái trường hợp mà bạn đang gặp vấn đề về đau nhức xương khớp. Có nghĩa là khi bạn đau nhức, bạn dùng thuốc để điều trị thì cần phải kết hợp thêm một cái chế độ dinh dưỡng thích hợp. Và một trong những cái loại rau rất phù hợp đó chính là rau mồng tơi. Tiếp đến là nó sẽ giúp cho mọi người bảo vệ sức khỏe tim mạch bằng cách là sẽ ổn định được huyết áp ở những người huyết áp cao, tốt cho những người có vấn đề về đái tháo đường, bởi vì hàm lượng chất xơ nó rất là dồi dào, nó giúp bạn kiểm soát được cái lượng đường trong máu, giúp cho bạn hạ cholesterol xấu, từ đó tổng thể nó sẽ bảo vệ sức khỏe tim mạch một cách tốt hơn rất là nhiều. Nhắc đến hàm lượng chất xơ dồi dào thì không thể nào bỏ qua cái tác dụng trên hệ tiêu hóa được các bạn ha. Thì rau mồng tơi nó sẽ tăng cường cái nhu động ruột, kích thích tiêu hóa tốt hơn. Cùng với những cái chất nhầy như là pectin có trong rau mồng tơi, mà khi ăn bạn cảm giác nó hơi nhầy nhầy đúng không ạ? Thì đó là cái chất nhầy có trong rau mồng tơi đó. Nó sẽ giúp bạn hấp thu những cái cholesterol trong lòng ruột và đào thải ra bên ngoài, hạn chế sự tích lũy hay là ở lại nó gây cản trở trong cái lòng ruột của chúng ta. Bên cạnh đó thì nó cũng giúp cho mọi người nhuận tràng và bảo vệ cái niêm mạc ở cái lòng ruột rất tốt. Và nó phù hợp cho những bệnh nhân đang gặp vấn đề về trĩ luôn các bạn ha. Bởi vì cái khả năng làm mềm đó, làm mềm chất thải đó mọi người ha, khi chúng ta đào thải ra bên ngoài đó sẽ dễ chịu hơn, cũng như là cái kháng viêm kháng khuẩn nó hạn chế được cái tình trạng là bệnh trĩ trở nên nặng hơn. Khi mà bạn sử dụng rau mồng tơi đó thì nó còn giúp cho mọi người làm mát cơ thể, hạn chế được cái tình trạng nóng trong. Vào những cái ngày mà trời nắng nực đó, bạn muốn sử dụng một bát canh mát cho cơ thể thì bạn có thể nghĩ đến rau mồng tơi ha. Thì đây cũng là một trong những cái thức ăn giúp cho mọi người làm mát, hạn chế tình trạng nóng trong, nhiệt trong người đó, thì nó sẽ cải thiện rất tốt luôn các bạn ha. Còn khi mà chúng ta sử dụng rau mồng tơi với cái mục đích làm đẹp đó thì nó có rất nhiều những cái tác dụng luôn. Thì thường là làm đẹp thì người ta sẽ sử dụng bên ngoài các bạn ha.
như là bạn đang gặp vấn đề về thâm nám thì hoặc là bạn muốn dưỡng da, ẩm da, sáng da thì chúng ta chỉ cần lấy ra mồng tơi tươi này, rửa thật sạch, ngâm qua nước muối pha loãng, xong rồi bạn sẽ giã nát ra, rồi chúng ta vắt lấy cái phần nước cốt đó và chúng ta đắp lên mặt thôi, thư giãn khoảng 15 đến 20 phút rồi rửa mặt sạch. Thì một tuần thực hiện từ 2 đến 3 lần nó sẽ cải thiện cái tình trạng thâm nám trên da, giúp da dễ trắng sáng, mịn màng hơn. Còn nói với những bạn nào đang gặp vấn đề về mụn trên da thì bạn có thể kết hợp rau mồng tơi cùng với diếp cá các bạn ha, với tỷ lệ bằng nhau, có nghĩa là bạn dùng 50g rau mồng tơi thì là 50g rau diếp cá, như vậy đó các bạn ha, trên ví dụ thôi. Thì khi mà đắp mặt chúng ta sử dụng sao cho một cái lượng vừa phải thôi các bạn ha, để tránh nó bị hoang phí đó. Thì bạn sẽ giã nát rau mồng tơi và diếp cá ra, rồi bạn sẽ đắp lên mặt, vắt cái phần lấy nước cốt cho chúng ta thoa đều lên mặt và thư giãn trong vòng 15 phút. Một tuần như vậy đó, bạn thực hiện khoảng 3 đến 4 lần thì bạn sẽ thấy là mụn nhọt sưng viêm trên da nó sẽ cải thiện rất là tích cực. Còn đối với những cái vấn đề bạn bị mụn nhọt thì chúng ta chỉ cần giã rau mồng tơi này ra, chúng ta đắp lên cái mụn nhọt thôi. Ngày nào cũng thực hiện đều đặn như vậy thì mụn nhọt của bạn nó sẽ mở miệng ra và nó sẽ giúp cho bạn dễ dàng lấy cái chất mủ ở bên trong ra và nó sẽ hỗ trợ rất là tích cực. Thì đó là cái cách làm đẹp và chăm sóc ngoài da mà các bạn có thể áp dụng cho mình ha. Thì rau mồng tơi cũng là một trong những cái loại thực phẩm giúp cho mọi người giảm say nắng rất là tích cực. Những ngày nắng nóng chúng ta đi ngoài nắng chúng ta cảm thấy say nắng, say sẩm, có nhiều người là bị trúng nắng luôn các bạn ha. Thì trong dân gian người ta sử dụng rau mồng tơi để trị say nắng với những cái cách rất là đơn giản. Chỉ cần hái rau mồng tơi vào, rửa thật sạch, giã nát ra rồi đắp lên cái vùng trán đó, thì để cho người bệnh nằm nghỉ ở những cái nơi thoáng mát và thư giãn thì nó sẽ nhanh chóng hạ nhiệt và nó giúp cho cái người bị say nắng đó cải thiện rất là tích cực các bạn ha. Thì đó là cách trị say nắng cùng với rau mồng tơi. Những cái vấn đề về viêm khớp hay là đau nhức khi mà sử dụng rau mồng tơi thì cũng giúp cho bạn giảm viêm một phần nào đó trong cái chế độ điều trị của mình. Thì dinh dưỡng nó sẽ góp phần rất là quan trọng trong việc kết hợp thêm một cái lối sống lành mạnh để chúng ta điều trị những cái vấn đề trong cơ thể tốt hơn rất nhiều. Thì nhắc đến một loại rau vừa tốt cho sức khỏe, đặc biệt là trên xương khớp, thì chúng ta phải nghĩ đến rau mồng tơi các bạn ha. Ngoài ra thì rau mồng tơi nó còn cung cấp một cái lượng vitamin C rất là dồi dào. Thì trong mỗi 100g rau mồng tơi thì nó sẽ cung cấp khoảng là 102mg vitamin C. Mà vitamin C thì lại cần thiết cho cái hệ thống miễn dịch của chúng ta, tăng cường sức đề kháng, giúp bạn phòng chống những cái bệnh tật tấn công vào cơ thể rất là hiệu quả các bạn nhé. Thì đó là những cái tác dụng của rau mồng tơi. Thì Trang thấy rằng nó còn rất nhiều những cái tác dụng nổi trội nữa, nhưng ở đây Trang chỉ chia sẻ về những cái tác dụng chính điển hình thôi, để khi mà bạn có dùng rau mồng tơi trong cái bữa ăn hàng ngày của mình đó thì bạn cũng biết rằng đây là một loại rau rất là tốt, rất là có lợi khi mà chúng ta sử dụng với một cái liều lượng thích hợp và vừa phải, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ hai, hướng dẫn cách nấu rau mồng tơi tốt nhất. Cái phần này thì Trang chia sẻ thêm thôi các bạn ha, bởi vì tùy thuộc vào độ khéo tay của mỗi người nữa. Thì thông thường bạn sử dụng rau mồng tơi, bạn nấu thành những cái món ăn như thế nào, bạn có thể chia sẻ cho Trang và tất cả mọi người được biết hay không ạ? Hãy để lại bình luận trong cái video này các bạn nhé. Thì thông thường đó thì rau mồng tơi được chế biến thành rất nhiều những cái món ăn. Bạn có thể luộc lên nè, rất là đơn giản đúng không ạ? Luộc. Có người thì dùng để nấu canh, thường là nấu canh cùng với thịt cá để giảm bớt cái tính hàn có trong rau mồng tơi các bạn ha, và nó đủ chất dinh dưỡng nữa. Còn không thì chúng ta sẽ ăn cùng với những cái loại lẩu như là lẩu dê, lẩu bò rồi đó, Trang cũng thấy có rau mồng tơi mọi người ha. Còn không á thì bạn sẽ sử dụng rau mồng tơi
để làm những cái mốt nộm thì mọi người cũng có dùng đó mọi người ha. Thì tùy thuộc vào cái độ khéo tay của mình thôi, thì thông thường Trang thấy nhất đó chính là luộc và nấu canh hay là ăn lẩu thì người ta sử dụng rau mồng tơi. Thì bây giờ Trang sẽ tiến hành làm một cái cách đơn giản nhất để cho bạn thấy rằng rau mồng tơi khi mà chúng ta sử dụng thì nó không cần quá cầu kỳ đâu, chỉ cần luộc lên là được mọi người ha. Và một ngày đó, ở một người bình thường khỏe mạnh thì chỉ nên ăn khoảng là 100 gram rau mồng tơi là được rồi, bởi vì bạn còn thêm những cái loại rau củ quả khác nữa trong mỗi 300 gram trên một ngày đó. Thì bây giờ chị sẽ luộc rau mồng tơi lên ha, cho 100 gram. Rồi bây giờ mình sẽ cân thử 100 gram ha. Chị sẽ lấy một nhúm tay như thế này luôn mọi người ha. 103 gram là nó vừa đó, 100 gram đó cả nhà ha. Đây là 100 gram rau mồng tơi cho một người bình thường trên một ngày nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho vào luộc thôi. Thì nước trên cũng đã đun sẵn rồi. Cái này trụng ăn với mì gói cũng rất là ngon cả nhà ha. Mồng tơi thì Trang thấy cũng rất là dễ trồng luôn. Mình chỉ cần có một cái chậu thôi, mình trồng những cái hạt giống ra mồng tơi vào đó thì nó sẽ rất là tốt. Đó, chúng ta chỉ cần luộc như vậy thôi. Cái này còn lại là bao nhiêu ta? Hai mươi bốn gram. Do mồng tơi khi luộc lên rất là thơm luôn cả nhà. Các bạn luộc khi mà nó sôi lên là được rồi. Chúng ta sẽ vớt ra. Đây là rau mồng tơi sau khi luộc xong cả nhà ha. Như vậy là chúng ta chỉ cần sử dụng một chén rau mồng tơi như thế này trên một ngày là được rồi các bạn ha. Thì đó là cái cách làm rau mồng tơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ ba, hướng dẫn cách sử dụng rau mồng tơi tốt nhất. Rau mồng tơi thì rất dễ sử dụng rồi cả nhà ha. Thông thường thì chúng ta sẽ sử dụng kèm với cái bữa ăn của mình các bạn ha. Chúng ta nấu canh để ăn nè, hoặc là luộc lên để chúng ta ăn kèm với một cái bữa ăn kiêng của các bạn trong cái quá trình giảm cân đó. Thì chúng ta sẽ dùng một chén rau mồng tơi luộc này kèm thêm thịt gà hay là thịt bò gì đó các bạn ha. Hoặc là tôm, cua đồ đó. Hoặc là những cái loại cá, thêm những cái loại rau củ quả khác nữa. Và cục với một xíu cơm trắng hay là cơm gạo lứt đều được hết. Thì đó là cái cách sử dụng rất là đơn giản, chúng ta sẽ kết hợp trong cái bữa ăn của mình. Về cái liều lượng đó, thì một người bình thường khỏe mạnh thì nên sử dụng khoảng 100 g rau mồng tơi trên một ngày là được rồi. Chúng ta đừng có sử dụng nhiều hơn. Thì bạn có thể dao động khoảng từ 100 đến 150 g là được các bạn ha. Không dùng quá nhiều rau mồng tơi giúp Trang ha. Bởi vì khi mà chúng ta sử dụng nhiều rau mồng tơi đó thì nó có thể là tích lũy cái lượng oxalat đó trong cơ thể và nó có thể gây tủa với canxi và nó gây nên sỏi canxi oxalat nè. Hoặc là khi bạn ăn nhiều cái lượng protein trong đây nó cũng cao thì nó giải phóng ra cái nhân purin và nó sẽ ảnh hưởng đến cái nồng độ axit uric trong cơ thể, cho nên các bạn cũng phải cân nhắc ha, không ăn nhiều nha. Rồi
Chúng ta nhớ là những cái trường hợp như là lạnh bụng, tiêu chảy rồi thì chúng ta cũng không nên sử dụng rau mồng tơi nhiều quá, bởi vì hàm lượng chất xơ và cái tính hèn nó có thể làm cho cái tình trạng bệnh lý của bạn trở nên nghiêm trọng hơn đó. Thì chúng ta chỉ cần sử dụng khoảng là một chén này là được rồi các bạn nha. Nếu các bạn không có cân thì chúng ta sử dụng một cái chén ăn cơm như thế này nè, trong cái rau mồng tơi là được rồi đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức cùng với Trang xem rau mồng tơi luộc thì nó có ngon hay không mọi người nha. Khi mà chúng ta ăn rau mồng tơi thì bạn cảm thấy nó có chất nhớt nhớt đúng không? Chất nhầy đó thì đó là pectin đó, nó sẽ giúp cho chúng ta là cuốn theo những cái cholesterol trong cái lồng ruột, hạn chế cholesterol hay là mỡ dư thừa nó hấp thụ vào bên trong cơ thể của chúng ta đó. Đồng thời nó cũng giúp cho mọi người nhuận tràng tốt hơn. Rất là thơm mọi người nha. Nãy Trang luộc không á, Trang không có cho muối hay đường gì hết á. Ở ngoài nó rất là xanh luôn cả nhà. Nhìn rất là ngon và rất là thơm. Thì cái này một xíu rồi ăn với cơm. Thông thường thì Trang sẽ thích nấu canh rau mồng tơi cùng với niêu á, bởi vì nó sẽ vừa cung cấp canxi và những cái khoáng chất cần thiết có thêm kẽm để cho cơ thể của mình nó tốt hơn. Thì đó là cái cách để sử dụng rau mồng tơi thôi, thì mọi người lưu ý ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ tư, những lưu ý cần thiết khi sử dụng rau mồng tơi. Rau mồng tơi là một loại rau rất thân thuộc và gần gũi đối với tất cả mọi người chúng ta và thường xuất hiện trong cái mâm cơm rất là nhiều các bạn ha. Nhưng mà các bạn cũng cần phải lưu ý để chúng ta sử dụng để đạt được cái hiệu quả tốt hơn. Những người có cơ địa dị ứng với bất kỳ thành phần nào của rau mồng tơi thì chúng ta cũng không nên sử dụng để tránh các trường hợp dị ứng nặng ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Không nên sử dụng rau mồng tơi quá nhiều, vượt quá 150 g trên một ngày, bởi vì khi bạn dùng càng nhiều nó sẽ tích lũy cái hàm lượng là axit oxalic. Khi nó kết hợp với canxi trong cơ thể thì nó có thể dẫn đến sỏi canxi oxalat. Cho nên những ai đang gặp vấn đề về sỏi thận hay là có tiền sử sỏi thận thì nên hạn chế tiêu thụ rau mồng tơi. Đối với những người có cơ địa hấp thu kém hoặc là bạn đang thiếu sắt và canxi trong cơ thể thì chúng ta cũng nên hạn chế sử dụng rau mồng tơi các bạn ha. Bởi vì nó cũng có thể làm ảnh hưởng đến cái quá trình hấp thụ sắt từ thức ăn vào cơ thể của các bạn. Rồi, tiếp đến là chúng ta lưu ý rằng sử dụng rau mồng tơi nhiều đó thì nó cũng có thể ảnh hưởng đến cái khả năng gây bùng phát về cái cơ gút, cho nên chúng ta phải sử dụng cân nhắc ở cái liều lượng thích hợp thôi cả nhà ha. Đối với những người vừa cạo men răng hay là tẩy trắng răng thì hạn chế sử dụng rau mồng tơi ít nhất là 2 tuần các bạn ha. Bởi vì canxi oxalat đó nó có thể làm phản ứng đối với răng của chúng ta đó, nó tạo nên những cái mảng bám và nó sẽ làm cho bạn vàng răng, cho nên là không tốt. Thì chúng ta lưu ý để chúng ta sử dụng để đạt được những cái hiệu quả tốt hơn ha. Thì rau mồng tơi thường đó thì để giảm bớt cái tính hàn thì người ta sẽ nấu cùng với những cái loại thịt, những cái loại cá để cho nó tăng thêm chất dinh dưỡng và nó hạn chế tính hàn. Và khi sử dụng những cái loại canh thì chúng ta dùng còn ấm thì sẽ tốt hơn. Và nếu như bạn nấu canh dùng cho một ngày thì buổi chiều ăn thì chúng ta nhớ hâm nóng lại các bạn ha. Và không nên để qua đêm để tránh gây những cái biến chất trong cái loại canh của mình và nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, cho nên là nấu và cố gắng ăn hết trong ngày, nấu đủ sử dụng thôi các bạn ha. Thì đó là cái cách sử dụng rau mồng tơi tốt nhất, thì Trang chỉ có một vài những cái lưu ý như vậy thôi để khi mà chúng ta sử dụng nó thì sẽ đạt được những cái hiệu quả tích cực hơn. Thì rau mồng tơi rất thích hợp đối với tất cả mọi người khi sử dụng, nhưng mà nhớ sử dụng một cách an toàn và hợp lý để đạt được những cái hiệu quả tốt nhất cho sức khỏe của mình. Và nếu như bạn yêu thích những kiến thức mà Trang chia sẻ thì đừng quên để lại một like cho Trang nha. Đừng quên bấm nút đăng ký và bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Xin chào và hẹn gặp lại.